Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 bài 9 trang 95-96. Thực hành tiếng Việt, biến đổi cấu trúc câu. Nhận biết một số hình thức biến đổi cấu trúc câu. Việc biến đổi cấu trúc câu thì thường được thực hiện theo những cái hình thức sau. Thay đổi trật tự của các từ ngữ trong câu, so sánh hai câu. 1. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong việc triển khai dự án này. 2. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ việc triển khai dự án này của chúng tôi. Thì các em thấy câu 1 nó thể hiện sự ủng hộ hướng vào chủ thể chúng tôi, người thực hiện dự án. Còn câu số 2 thì nó thể hiện sự ủng hộ hướng vào đối tượng, đó là dự án. Rồi tiếp theo, cái hình thức tiếp theo là chuyển cụm chủ ngữ vị ngữ thành cụm danh từ, so sánh hai câu sau. 1. Chúng tôi tiến bộ về kỹ năng viết nhờ luyện viết thường xuyên. 2. Sự tiến bộ về kỹ năng viết của chúng tôi là kết quả của việc luyện viết thường xuyên. Thì chúng ta thấy câu 1 do cái chú ý nó đưa thông tin đơn giản chủ thể là chúng tôi. Và cái hoạt động hay là thành tích của chủ thể tiến bộ về kỹ năng viết nên đã sử dụng một cách hợp lý cụm chủ ngữ vị ngữ làm chủ ngữ. Còn ở câu 2, vì muốn nhấn mạnh kết quả của hoạt động do chủ thể thực hiện mà không cần nói về cái quá trình thực hiện hoạt động đó, nên đã dùng cụm danh từ gói chủ ngữ vị ngữ. Cụm danh từ gói lại cụm chủ ngữ vị ngữ, theo đó là làm nổi bật hơn cái ý nghĩa muốn biểu đạt ở sau. Rồi hình thức tiếp theo là chuyển câu chủ động. Thì có thể ở đây có cái chủ ngữ thể hiện chủ thể của hoạt động thành câu bị động, có chủ ngữ thể hiện cái đối tượng của hoạt động, hoặc là ngược lại nhằm thể hiện ý. Câu tập trung vào chủ thể của hoạt động, câu chủ động, hay là đối tượng của hoạt động, câu bị động. Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động hoặc ngược lại nhằm đảm bảo tính mạch lạc liên kết giữa các câu, các đoạn trong văn bản. Quan sát hai câu sau. Một, câu chủ động, tác giả đã thể hiện một cách đầy đủ ấn tượng về vẻ đẹp thân thương, diễm lệ của đất nước trong bài thơ. 2. Câu bị động, vẻ đẹp thân thương và diễm lệ của đất nước đã được tác giả thể hiện đầy ấn tượng trong bài thơ. Thì chúng ta thấy câu 1 nói về tác giả, còn câu 2 này nói về vẻ đẹp thân thương và diễm lệ của đất nước. Thì cần dựa vào logic của mạch viết thì sự liên kết với câu trước đó nó mới biết cái câu nào nên được lựa chọn. Bài tập số 1, xếp đặt các từ ngữ theo trật tự khác hoặc là chuyển cụm chủ ngữ vị ngữ thành cụm danh từ trong những câu dưới đây và nhận xét về sự biến đổi nghĩa có thể có ở từng câu sau cái việc làm đó. A. Các bạn tán thưởng bài thuyết minh của em về danh lam thắng cảnh. B. Con người đã phá vỡ sự toàn vẹn của cảnh quan vì tiến hành một số hoạt động vô ý thức. C. Tác phẩm ấy ra đời đã đánh dấu một thành tựu mới của truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Như vậy chúng ta sẽ xếp đặt các từ ngữ theo trật tự khác hoặc là chuyển cụm chủ ngữ, vị ngữ thành cụm danh từ. Như vậy ở câu A, chúng ta chuyển đổi các bạn tán thưởng bài thuyết minh về danh lam thắng cảnh của em. Nhận xét thì chúng ta thấy là thể hiện được cái tán thưởng hướng vào chủ thể là từ danh lam thắng cảnh sang chủ thể em. Ở câu B chuyển đổi, vì tiến hành một số hoạt động vô ý thức, con người đã phá vỡ sự toàn vẹn của cảnh quan. Nhận xét, thay đổi đối tượng muốn hướng đến từ kết quả chuyển thành nguyên nhân. C chuyển đổi, tác phẩm ấy ra đời đã đánh dấu truyện ngắn hiện đại đạt được một thành tựu mới. Nhận xét, thay đổi đối tượng muốn hướng đến. Tiếp theo câu 2, xác định cấu trúc bị động trong câu sau, biến đổi cấu trúc đó thành cấu trúc chủ động và cho biết
Nghĩa của câu đã thay đổi như thế nào sau sự biến đổi này? Ông đã hóa Phật vào ngọn núi và ngọn núi mang hình hài. Ông được đời người sau, người đời sau gọi là Tượng An Kỳ Sinh, theo thi sảnh Yên Tử Núi Thiên. Thì chúng ta chuyển đổi, ông đã hóa Phật vào ngọn núi và người đời sau gọi ngọn núi mang hình hài ông là Tượng An Kỳ Sinh. Thì ở đây chúng ta thấy tập trung vào chủ thể là người đời sau. Tiếp theo câu 3, đọc câu sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Sau khi An Kỳ Sinh đắc đạo, chư tăng của An Kỳ Sinh gọi ngôi chùa ông đã tu hành và đắc đạo là chùa ông Yên, theo thi sảnh Yên Tử Núi Thiên. A. Xác định căn cứ để xếp câu trên vào câu chủ động. B. Biến đổi cấu trúc của câu từ chủ động thành bị động theo hai hướng. Hoán đổi vị trí các cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động và chủ thể của hoạt động có sử dụng từ được. Rồi sử dụng từ được nhưng lược bỏ cụm từ chỉ chủ thể của hoạt động. Như vậy ở câu A chúng ta xác định căn cứ để xếp câu trên vào câu kiểu câu chủ động, đó là căn cứ vào việc chủ ngữ là chủ thể của hoạt động. B. Theo hướng 1 chúng ta sẽ biến đổi cấu trúc của câu từ chủ động thành bị động theo hướng 1, đó là sau khi An Kỳ Sinh đắc đạo, ngôi chùa ông đã tu hành và đắc đạo được chư tăng An Kỳ gọi là chùa ông Yên. Hướng 2, sau khi An Kỳ Sinh đắc đạo, ngôi chùa ông đã tu hành và đắc đạo được gọi là chùa ông Yên. Câu 4, chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành một câu bị động theo cách làm tương tự đã thực hiện ở bài 3. A. Hậu thế đánh giá bia Vĩnh Lăng là một trong những tấm bia đẹp nhất Việt Nam về mặt mỹ thuật và kỹ thuật. B. Nhiều du khách nước ngoài gọi Việt Nam là thiên đường của ẩm thực đường phố. Như vậy chúng ta chuyển đổi mỗi câu chủ động thành một câu bị động theo cách làm tương tự như bài 3. Như vậy câu A. Bia Vĩnh Lăng được hậu thế đánh giá là một trong những tấm bia đẹp nhất Việt Nam về mặt kỹ thuật và mỹ thuật. B. Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài gọi là thiên đường của ẩm thực đường phố.